Xin chào các bạn, bây giờ hai tiếng Việt Nam rất thân thương và thiêng liêng. Vậy ai đã đặt tên nước ta là Việt Nam? Trải qua quá trình lịch sử, nước ta từng có những tên, những quốc hiệu như Văn Lang, Âu Lạc, Vạn Xuân, Đại Cồ Việt, Đại Ngu. Quốc hiệu Việt Nam chính thức xuất hiện lần đầu tiên vào khi nào? Đó là vào thời nhà Nguyễn. Khi đó thì vua Gia Long, vị vua đầu tiên của nhà Nguyễn, đã dâng biểu đề nghị vua Gia Khánh nhà Thanh công nhận quốc hiệu Nam Việt. Nam Việt chứ không phải là Việt Nam, với lý lẽ rằng Nam có nghĩa là An Nam, còn Việt có nghĩa là Việt thường. Tuy nhiên, tên Nam Việt thì trùng với quốc hiệu của nước Nam Việt thời nhà Triệu, tức là cái tên Nam Việt gồm cả Quảng Đông và Quảng Tây của Trung Quốc lúc bấy giờ. Nhà Thanh mới yêu cầu nhà Nguyễn đổi ngược thành Việt Nam để tránh nhầm lẫn và chính thức tuyên phong tên này vào năm 1804. Tên gọi Việt Nam mang ý nghĩa chỉ quốc gia của người Việt ở phương Nam để phân biệt với quốc gia của những người Việt phương Bắc. Lại nói về Nam Việt, Nam Việt chính là nhà nước của Triệu Đà. Nguồn gốc của nhà Triệu bắt nguồn từ Triệu Đà. Triệu Đà vốn là một võ tướng của nhà Tần, theo lệnh của Tần Thủy Hoàng dẫn quân xuống chinh phục phía nam của sông Trường Giang. Khi đó là lãnh thổ của các bộ tộc Bách Việt. Ông chiếm được nhiều vùng lãnh thổ, gồm cả Quảng Đông và Quảng Tây ngày nay. Nhưng nhà Tần ở Trung Hoa đã diệt vong. Nhận thấy triều đình ở phía trên đã sụp đổ, Triệu Đà bèn tách ra cát cứ, dùng những lãnh thổ do ông chiếm được để lập nước Nam Việt. Sau đấy ông mở rộng xuống khu vực ngày nay thuộc Việt Nam. Giới sử học Việt Nam thì có hai luồng quan điểm. Quan điểm đầu tiên, những người cho rằng ai xưng đế ở vùng đất nào thì nghiễm nhiên được coi là vua, nắm giữ thiên mệnh của vùng đất đó, bất kể xuất thân thuộc dân tộc nào, thì sẽ nhìn nhận Triệu Đà là vua Việt Nam. Đây là cách nhìn nhận của những sử gia Việt Nam thời phong kiến. Ở trong Bình Ngô Đại Cáo thì Nguyễn Trãi cũng đã nói rằng từ Triệu Đinh Lý Trần bao đời gây nền độc lập. Và cách nhìn nhận này thì tương tự như việc người Trung Quốc thời phong kiến coi những người Mông Cổ là hoàng đế của nước mình, thực chất là họ đến từ Mông Cổ cơ. Ngược lại thì những người thuộc thế hệ hiện đại thì lại cho rằng Triệu Đà không phải là người Việt Nam mà là quan lại của người Trung Hoa và cai trị người Việt Nam và quyết không công nhận Triệu Đà là vua của nước Việt. Đó là nói sâu hơn về Nam Việt và Việt Nam để các bạn được rõ. Một số tài liệu nói rằng vua nhà Thanh thời điểm ban tên Việt Nam cho chúng ta là vua Càn Long thì điều này là không đúng, bởi vì Càn Long đã mất từ năm 1799, tức là 3 năm trước khi Nguyễn Ánh lên ngôi vua và 5 năm trước khi quốc hiệu Việt Nam xuất hiện. Nhưng không phải từ thời vua Gia Long cho đến giờ, nước ta vẫn giữ một tên duy nhất là Việt Nam. Sự kiện vua Gia Long cho đặt quốc hiệu là Việt Nam là một việc rõ ràng, được chính sử triều Nguyễn ghi chép rất cụ thể. Thực tế trong triều Nguyễn, quốc hiệu Việt Nam chỉ tồn tại được có 34 năm mà thôi. Vì sau khi lên nối ngôi vua Gia Long, vua Minh Mạng đã cho đổi quốc hiệu là Đại Nam vào năm 1838. Sự kiện này đã được các sách sử triều Nguyễn phản ánh và được xác nhận bằng một văn bản quan trọng, đó là bản dụ của vua Minh Mạng bố cáo trong toàn thần dân cả nước. Và đương nhiên rồi, cả nước đều biết vua Minh Mạng đã giải thích việc đặt quốc hiệu là Đại Nam như sau: nay bản triều có cả phương Nam, bờ cõi ngày càng rộng, một dải đất phía đông đến tận biển Nam, vòng qua biển Tây, phàm là người có tóc có răng đều thuộc vào trong bản đồ. Bờ biển rừng sâu khắp nơi đều theo về cả. Trước gọi là Việt Nam, nay gọi là Đại Nam thì càng tỏ nghĩa lớn. Chuẩn từ nay trở đi, quốc hiệu phải gọi là nước Đại Nam. Hết thảy trong giấy tờ xưng hô phải chiếu theo đó mà tuân hành. Giả có nói liền là nước Đại Việt Nam về lẽ vẫn phải, nhưng không được nói hai chữ Đại Việt nữa. Hiểu một cách đơn giản, Đại Nam ở đây cũng là một cách viết tắt của Đại Việt Nam. Còn Đại Việt đó là một tên cũ từ các triều đại trước và không được dùng nữa. Thực tế thì quốc hiệu Đại Nam trong triều đại nhà Nguyễn là tồn tại lâu nhất, từ năm 1838 cho đến năm 1945, như vậy là 107 năm. Và trong giai đoạn này thì tên Việt Nam đã không còn được thông dụng nữa. Tuy nhiên, từ cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, hai tiếng Việt Nam đã được sử dụng trở lại bởi những nhà sử học, các chiến sĩ yêu nước và bởi cả nhân dân. Ví dụ, một số tác phẩm nổi tiếng, một số tên gọi nổi tiếng của các tổ chức chính trị. Ví dụ, về mặt tổ chức thì chúng ta có Việt Nam Quang Phục Hội. Về tác phẩm thì Trần Trọng Kim có viết Việt Nam Sử Lược. Việt Nam Sử Lược bây giờ cũng là một trong những tác phẩm lịch sử vẫn bán chạy đến tận ngày nay. Nguyễn Ái Quốc cũng thành lập Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội, hay là Việt Nam Độc lập Đồng minh hội.
Đây đều là những tổ chức được thành lập trước năm 1945. Bên cạnh đó, theo các tài liệu, một bộ phận dân chúng nước ta thời bấy giờ vẫn gọi tên đất nước là Việt Nam, dù thực tế vua Minh Mạng đã cho đổi tên quốc hiệu là Đại Nam. Đây là một điều khá là thú vị và chưa có một nghiên cứu cụ thể nào đề cập đến chuyện này. Có thể nói, từ năm 1838, hai quốc hiệu Việt Nam và Đại Nam vẫn được dùng song song với nhau. Sau 107 năm tồn tại, quốc hiệu Đại Nam cũng chính thức chấm dứt sứ mệnh vào năm 1945. Ngày 19 tháng 8 năm 1945, cách mạng tháng 8 thành công, Bảo Đại thoái vị vào ngày 30 tháng 8 năm 1945. Đến ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Hiến pháp năm 1946 chính thức thể chế quốc hiệu này. Từ đấy, quốc hiệu Việt Nam được sử dụng phổ biến với đầy đủ ý nghĩa thiêng liêng và toàn diện nhất. Vậy vị vua đã xác lập quốc hiệu nước ta là Việt Nam, ông có công hay có tội và ông là ai? Đó là vua Gia Long, vị vua sáng lập ra nhà Nguyễn, triều đại cuối cùng trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Ông trị vì từ năm 1802 sau chiến thắng trước Tây Sơn và qua đời vào năm 1820. Có một sự thật rằng Gia Long, Nguyễn Ánh là một nhân vật cực kỳ phức tạp và rất khó để đánh giá một cách hoàn chỉnh, toàn diện. Lúc này vẫn có rất nhiều tranh cãi về công và tội của Gia Long, Nguyễn Ánh. Sự phức tạp này cũng giống như bối cảnh lịch sử mà ông ra đời, dấn thân vào con đường hoạt động của mình. Nguyễn Ánh sinh ra trong thời kỳ Trịnh Nguyễn phân tranh, nước Đại Việt còn chưa thống nhất, vẫn có đảng trong và đảng ngoài. Khi ông lớn lên thì lại gặp bao nhiêu biến cố. 4 tuổi cha bị quyền thần ngoại thích Trương Phúc Loan bắt giam và bị chết trong ngục. 9 tuổi Tây Sơn khởi nghĩa làm lung lay cơ nghiệp tổ tiên họ Nguyễn. 13 tuổi chính quyền chúa Nguyễn bị quân đội chúa Trịnh liên minh với quân Tây Sơn đánh kẹp từ hai mặt, khiến ông và 4 anh em trong nhà phải theo chúa Nguyễn Phúc Thuần chạy vào Quảng Nam rồi vượt biển vào Gia Định. Từ đây, dù đang nhỏ tuổi nhưng ông đã phải trải qua những năm tháng hết sức khốn cùng và nguy hiểm. Bản thân Nguyễn Ánh chỉ là con thứ, cụ thể là con thứ 3 của vương tử Nguyễn Phúc Luân. Chắc rằng ông chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một nhà vua của một triều đại lớn cai trị cả đất nước, nếu như không gặp phải những biến động chính trị lớn lao trong chính cuộc đời của mình. Nhưng vì mang trong mình dòng máu của các chúa Nguyễn đàng trong, nên dù đang ở tuổi học tuổi chơi, ông vẫn phải gánh trên vai cơ đồ và sự nghiệp của tổ tiên. Để rồi, chính trong hoàn cảnh đó, ông trở thành vị vua sáng lập một triều đại của Việt Nam. Nguyễn Ánh, tức là vua Gia Long, có công hay là có tội? Một bài phân tích rất hay của tác giả Vân Thắng ở trên báo Nghệ An. Hãy đặt lại bối cảnh lịch sử lúc đó. Sau khi đánh bại quân Mãn Thanh, vua Quang Trung là vị vua duy nhất, hoàng đế duy nhất nắm quyền điều hành chính thống tại nước ta, do trước đó Nguyễn Nhạc đã bỏ đế hiệu, còn Lê Chiêu Thống, vua của nhà Lê, đã lưu vong sang nhà Thanh. Nhờ chiến thắng trước quân Xiêm và quân Thanh mà uy tín của Quang Trung trong lòng dân lúc bấy giờ ngày càng cao, đồng thời lại được chính triều đình nhà Thanh sắc phong làm An Nam quốc vương, thay thế địa vị của nhà Lê, nên tính chính thống lại cao hơn bao giờ hết. Nhưng việc thống nhất đất nước vẫn chưa được thực hiện bởi Nguyễn Ánh vẫn đang hùng cứ ở Gia Định, dù chưa xưng đế và ngày càng mở rộng lãnh thổ của mình. Chính vì vậy sẽ không sai khi nói rằng Nguyễn Ánh, vua Gia Long, chính là người thống nhất đất nước sau khi ông thành lập triều Nguyễn. Nhưng phải nhớ rằng, việc làm chủ cả nước Việt rộng lớn từ Bắc chí Nam, vua Gia Long kế thừa rất nhiều từ những thành tựu mà Quang Trung đã làm được trước đó. Dưới triều đại của mình, vua Gia Long đã tiếp tục xác lập chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Đó là công, còn là tội thì sao? Ở miền Nam, vì muốn tiêu diệt Tây Sơn nên ông đã mở đường cho 3 vạn quân chính quy của nước Xiêm La vào đánh nước ta, chính là quân Thái Lan. Còn tại miền Bắc, ông lại đem tặng 50 vạn cân gạo tăng phần lương thảo cho quân Thanh khi chúng vào nước ta với mưu đồ xâm lược. Xiêm La thì có tham vọng đông tiến về phía Đại Việt, Mãn Thanh còn có tham vọng nam tiến cũng tiến về phía nước ta để từng phần sát nhập lãnh thổ nước ta và nước của họ. Hơn nữa, khi đi vào trong nội địa nước ta, quân Xiêm và quân Thanh đã thi hành những chính sách bạo ngược, làm tổn hại rất lớn đến quốc thể và dân sinh. Như vậy rõ ràng, chúa Nguyễn đã mở đường cho quân đội chính quy từ một quốc gia khác vào trong nước để tranh đoạt chính quyền với nhà Tây Sơn. Đó còn là chưa kể đến những liên hệ của ông với người Pháp. Các triều đại trước đây đều chưa từng ghi nhận trường hợp nào dẫn đường cho quân đội chính quy từ một nước khác vào trong nước để giải quyết vấn đề nội chiến mà không bị lên án cả. Thêm nữa, ông còn là người đã cắt Trấn Ninh cho Lào.
Trấn Ninh đã từng tồn tại như một phần lãnh thổ Việt Nam. Đến triều Nguyễn thì bị vua Gia Long cắt cho Vạn Tượng, tức là Lào bây giờ. Đến thời Minh Mạng thì Việt Nam tái chiếm, nhưng mà đến thời kỳ thuộc Pháp thì chủ quyền của Việt Nam tại vùng này lại một lần nữa bị chấm dứt. Một phần của Trấn Ninh bây giờ chính là tỉnh Hủa Phăn của nước Lào. Như vậy, Gia Long là người đã xem lợi ích của gia tộc cao hơn lợi ích của dân tộc, đặt gia đình, đặt hoàng tộc cao hơn đất nước. Cho đến nay, các vua Nguyễn vẫn là chủ đề rất nhạy cảm. Do thứ nhất, đây là một chính quyền cũ. Thứ hai là nhà Nguyễn đã gánh ba tội đại kỵ, đó là cõng rắn, cắn gà nhà, đó là vua Gia Long. Những đời vua tiếp theo có những vua nhu nhược cắt đất như vua Tự Đức, có vua chịu nhục đô hộ mà sử sách đôi khi gọi là làm tay sai của Pháp, như là Đồng Khánh, Khải Định, Bảo Đại. Hiện giờ đang có phong trào vận động đặt tên đường Gia Long. Trước đó, vua Hàm Nghi, vua Thành Thái, vua Duy Tân, các hậu duệ của vua Gia Long, đó là những vị vua yêu nước đều đã được đặt tên đường. Trước năm 1975 thì ở miền Nam cũng có một số tên đường và tên trường là Gia Long, nhưng sau này thì không còn nữa. Đó là câu chuyện về việc ai là người đầu tiên đặt tên nước ta là Việt Nam. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ, xin được nói lời chào tạm biệt.